Tập 7. Đội trưởng, hoa của chị hái ở đâu vậy? Trên đỉnh núi bên kia. Đẹp quá. Ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi. Đổ mồ hôi rồi, lau đi. Tôi có rồi. Cảm ơn đội trưởng. Đội trưởng cái gì? Gọi chị dâu. Cảm ơn chị dâu. Đây, uống một ngụm. Thật ra tôi đã sớm coi cậu là em trai rồi. Thật đó. Lạp Tân thường nhắc tới cậu với tôi, nói cậu giống như em trai anh ấy, còn luôn khen ngợi vừa tài hoa vừa dũng cảm. Lúc đó tôi nghĩ Lạp Tân đã rất ưu tú, còn luôn khen cậu như vậy, thật là rất khiêm tốn. Sau đó tôi mới phát hiện anh ấy đâu có khiêm tốn, là đang khoe khoang trá hình. Cậu nghĩ đi, anh ấy luôn khen cậu như vậy, vậy anh ấy làm anh tất nhiên cũng không kém. Cậu nói đúng không? Tôi mắc bẫy của anh ấy rồi. Tôi là cảm thấy chính quỷ chúng tôi mới là người mắc bẫy. Ý cậu là sao? Cậu nghĩ chính quỷ cố gắng cậu chịu thiệt à? Tôi đâu có nói vậy. Nhưng nói thật thì là tôi chủ động theo đuổi anh ấy. Anh ấy nói phải đánh giặc xong mới kết hôn. Chính quỷ nói đúng. Chưa đuổi được giặc sao có thể lập gia đình, nhàm chán nhạt nhẽo. Tôi đã là bà cô già rồi, tôi đợi không được nữa. Chính quỷ của các anh là một người phong kiến, mỗi lần gặp tôi đều xấu hổ giống như con gái, đổi lại tôi giống như đàn ông. Cũng là tôi chủ động nắm tay, dọa anh ấy run cầm cập. Tôi còn tưởng là đang nín tiểu. Cậu biết cười à? Cậu từng yêu đương chưa? Chưa. Thật hả? Lúc học đại học không yêu ai à? Không yêu. Vậy tôi nói cho cậu biết một bí mật của tôi. Trước đây tôi yêu thầm một người. Tôi coi cậu là em trai mới kể cho cậu nghe. Không được nói cho lão bàn, biết không? Có nghe không? Nói chuyện. Nghe rồi. Đó là chủ nhiệm lớp nữ trung của chúng tôi. Không chỉ mình tôi, nữ sinh cả lớp đều thích thầy ấy. Nhưng sau đó thầy ấy bị quân phiệt sát hại. Lần đầu tiên tôi gặp Lập Tân, cảm thấy giống như lần đầu tiên thầy chủ nhiệm chúng tôi lên lớp. Anh tuấn như nhau, tiêu sái giống nhau, rất nho nhã, lại không mất đi vẻ nam tính, khiến tim tôi loạn nhịp, nên mới chủ động theo đuổi anh ấy. Cậu không được cười. Tôi rất muốn mau chóng đánh trận xong, tôi rất muốn trở về bên cạnh Lập Tân. Lúc đó tôi sẽ sinh rất nhiều con. Con trai giống anh ấy, con gái giống tôi. Tôi sẽ cho các con vui chơi, cười đùa ca hát trong một vườn hoa thật đẹp, thật tuyệt. Tôi
đều tại chiến tranh đáng chết. Đám giặc đáng chết, khiến biết bao người mất đi cuộc sống tình yêu vốn có thuộc về họ. Chúng ta cần phải đánh giặc, nhưng cũng phải tiếp tục sống. Chúng ta không chỉ đánh bại chúng trên chiến trường, còn phải chiến thắng chúng trên tinh thần. Tuy chúng ta đang chịu đựng đau khổ, nhưng không thể mất đi dũng khí hướng tới cuộc sống tốt đẹp. Bởi vì thắng lợi là thuộc về chúng ta, ngày mai tươi sáng cũng chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta. Chắc chắn. Chắc chắn. Chị dâu, chị và chính quỷ rất giống nhau. Sau này hai người nhất định sẽ rất hạnh phúc. Người nào? Đừng nổ súng, đừng nổ súng. Là chúng tôi, cố ngủ của đoàn ngựa Bình Giao. Là Ngũ Gia à? Sao hôm nay đến trễ vậy? Không dám đi con đường này, nên đi đường vòng tới. Anh mau mở cửa thành đi. Anh xem, các anh em vừa mệt vừa đói. Ngũ Gia, xin lỗi. Anh cũng biết quy tắc của thôn ta, khi mặt trời lặn, ai cũng không được ra vào. Chúng tôi không phải người ngoài. Tôi tới thôn của anh cũng không phải một hai lần. Anh còn không tin à? Không phải là không, là không có cách nào. Hôm nay lão thái gia dặn rồi, nếu ai vi phạm quy tắc sẽ bị đuổi khỏi tông miếu. Anh cũng không thể trơ mắt nhìn mấy anh em qua đêm ở nơi quan du này chứ. Anh chăm chút chút đi. Thật sự xin lỗi anh, thật sự không dám vi phạm quy định. Cổ gia, các anh đi thẳng về hướng nam, chưa tới một dặm, ở đó có một dàn bí. Các anh qua đó ở một đêm, sáng sớm mai có thể vào thôn. Vậy đi thôi, đi thôi, các anh em. Chị dâu, mọi người đều mệt rồi, hay là chị hát bài cho mọi người có tinh thần đi. Được thôi, vậy tôi hát một bài dân ca ở quê tôi. Chị dâu hát cho chúng ta nghe. Được. Tháng giêng là năm mới đến. Cô gái trẻ đi chúc Tết. Khóa vàng, khóa bạc, chim khách gọi vàng anh gọi bồ câu. Cô gái muốn qua sông, có ai muốn đi cùng không? Tôi đi cùng. Tháng giêng là năm mới đến. Cô gái trẻ đi chúc Tết.
Khóa vàng, khóa bạc. Ẩn nấp. Mau ẩn nấp. Muốn sống thì không được nhúc nhích. Người anh em, các anh là ai? Cướp à? Chúng tôi không có tiền. Chúng tôi cũng chỉ là người bán mạng làm việc thôi. Đừng phá vỡ hòa khí. Mấy đồng rác đó của anh, ông đây không thèm. Còn mạng, đưa tôi giữ thay cho. Nghe đây, đại trưởng phu đổi tên không đổi họ. Trần Đại Nhãn, đoàn trưởng dân đoàn Bồ Dương Trang. Chính là tôi. Chị dâu cẩn thận. Các anh em dân đoàn Bồ Dương Trang phải không? Chúng tôi là đoàn độc lập Bát Lộ Quân. Đúng lúc muốn đi Bồ Dương Trang, nhờ các anh em dẫn đường cho chúng tôi. Quả thật là Bát Lộ Quân. Tôi biết các người đến làm gì. Chỉ tiếc là thôn Thạch Đầu chúng tôi có quy tắc, không bao giờ qua lại với quan binh và bộ đội. Lời hay ý đẹp tôi đã nói rồi. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Đường ai nấy đi, mời về cho. Nếu có ai không biết điều, đừng trách súng trong tay chúng tôi không nhận người. Chúng tôi đi đường xa đến đây là nhận lệnh đi một chuyến đến xin gặp trưởng thôn. Trở về như vậy e là không trả lời được với cấp trên. Hơn nữa, đây không phải là cách đón khách ở Bồ Dương Trang. Vị trưởng quan nữ này thật dũng cảm. Chỉ là quốc có quốc pháp, thôn có quy tắc của thôn. Chỉ cần có súng, đừng nghĩ đến chuyện vào thôn nửa bước. Nếu các người thật lòng muốn gặp lão thái gia, có thể bỏ súng xuống, qua đây. Chị dâu, tôi đi cùng chị. Tôi cũng muốn gặp vị trưởng thôn luôn đứng trung lập này. Ổn định, anh Tứ Phúc đang ở gần đây. Được. Tuyệt đối không được làm họ bị thương. Rõ. Tránh đường. Hai người cẩn thận. Lão nhị, Nhãn gia, trông chừng cho tôi. Nếu ai không thành thật, cứ ra tay. Yên tâm. Hướng Bắc chính là đường sắt, đường tiếp tế của giặc ở Tây Nam Sơn Tây. Đang nghĩ gì đó? Đừng ngắt nghé dùng đất quý phong thủy của chúng tôi. Bỏ ý đó đi. Tôi nói anh, tránh ra, tránh ra. Tương truyền tổ tiên của thôn này là một đại tướng dưới quyền Chu Nguyên Chương. Thời Hồng Vũ cũng từng đi theo Yên Dương Chu Đệ trong hai cuộc diễn chinh Mạc Bắc, được phong hầu tước. Sau khi Kiến Dân Đế lên ngôi để phòng Yên Dương xoán ngôi, đã tước binh quyền của Trần Tước gia này, còn buộc tội ông ấy tống vào ngục. Sau đó Chu Đệ khởi binh tạo phản, mới cứu được ông ấy ra ngoài. Nhưng Trần Tước gia này lại không muốn phản lại triều đình, suýt nữa bị Yến Dương giết. Sau nhiều khó khăn, ông ấy nhìn thấu được hoàng gia cung đấu, cả gia đình về sống ẩn dật ở đây, sống một cuộc đời ở chốn Bồng Lai. Không ngờ thôn Thạch Đầu này có lịch sử như vậy. Trưởng quan nữ này hiểu rất rõ về lịch sử của thôn chúng tôi. Đã biết lịch sử của thôn chúng tôi, nhất định cũng phải biết quy tắc của chúng tôi. Phí thời gian ở đây làm gì? Tổ tiên nhà anh trốn khỏi tranh đấu hoàng tộc, bây giờ dị tộc xâm phạm Trung Hoa. Tôi tin Trần Tước gia trên trời linh thiêng cũng không muốn thấy con cháu mặc kệ đại nghĩa dân tộc, tham sống sợ chết. Bớt nói nhảm. Tôi không biết gì lớn gì nhỏ gì hết. Gì nào tới cũng không phải chuyện tốt. Tôi chỉ biết mỗi tấc đất ở đây là của họ Trần. Mặc kệ là Tấn Tuy Quân giặc hay là Bát Lộ Quân các người, đừng có mơ.
Nhìn kìa, tên Cam Ki thoải mái dữ chứ kìa. Ngủ gia. Gia, ngủ gia. Anh bận gì vậy? Không bận gì hết. Hai người qua đường này muốn gặp lão thái gia. Sao anh vẫn chưa đi? Đừng nhắc nữa. Không phải cho mấy ngày trước sao? Đi đường vòng, tối mới tới không được vào thôn. Phải qua đêm ở vùng Quang Du. Chính anh em đã bệnh hết một nửa rồi. Xin lỗi, quy tắc trong thôn, trời tối không gặp người lạ, anh nên hiểu. Các anh em không sao chứ? Đi khám bác sĩ, nói nghỉ ngơi mấy ngày là không sao. Lần này anh bị trì hoãn, có khi kiếm được ít hơn phải không? Kiếm tiền nhưng cũng phải cần sống, anh nói đúng không? Không sai. Cuộc đời này sống thật không dễ dàng. Anh muốn đi đâu vậy? Tôi đi tìm tên Câm, sửa yên ngựa. Được, ngày khác mời anh uống rượu. Tôi mời, coi như an ủi anh. Được, được, được. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Đi, đi. Mời. Trông coi hai người này cho tôi. Rõ nhãn gia. Tôi đi mời lão thái gia. Người anh em, bỏ súng xuống đi, mệt lắm đó. Người anh em tên gì? Trợn mắt nhìn làm gì? Chúng ta đâu phải đang đánh trận đâu. Nói chuyện phiếm bình thường mà. Nhà tôi ở Miếu Ngũ Lan, cách thôn của anh chưa tới 30 dặm về hướng đông. Mấy năm đầu còn thường đến thôn các anh hợp chợ. Anh ở Miếu Ngũ Lan? Tất nhiên, tôi ở vùng Gia Câu. Lúc nhỏ cha tôi thường dẫn tôi đến thôn các anh mua đồ gia, lâm sản. Người bán bánh đúc đậu ở đường phía tây của thôn còn đó không? Tôi thích ăn bánh đúc đậu của ông ấy nhất. Vừa chua vừa cay, cay đến nỗi toát mồ hôi, nhưng trong lòng lại rất sảng khoái. Ông chủ cũng rất tốt, mỗi lần tôi tới đều thêm cho tôi hơn nửa chén lớn. Ông chủ còn đó không? Còn. Ông chủ là ông của tôi. Quá ra là cháu ông chủ. Chúng ta nhất định đã từng gặp nhau. Lúc đó còn nhỏ nên không nhớ. Trở về hỏi ông chủ là được. Trưởng thôn tới. Hỗn sườn. Người ta là khách, chút lễ nghĩa cũng không hiểu. Xin lỗi hai vị, người nông thôn thô lỗ, không hiểu quy tắc, mạo phạm rồi. Hai vị là? Trưởng thôn Trần. Chúng tôi là đội công tác đoàn độc lập Bát Lộ Quân. Tôi là Triệu Nguyệt. Vị này là đồng chí Trung Hiếu. Quá ra là trưởng quan Triệu, trưởng quan Trung. Trưởng thôn Trần, đây là thư đoàn trưởng Tào của đoàn độc lập tự tay viết gửi cho ông. Hai chị, mời. Cảm ơn. Dân trà. Hai vị đường xa tới đây, cả đường vất vả. Mời. Cảm ơn.
Hai vị trưởng quan đích thân tới đây có gì chỉ bảo. Là như vậy, bộ đội chúng tôi nhận lệnh đóng quân ở bộ Dương Trang. Đội công tác đi tới tiền trạm thương lượng chi tiết chuyện đóng quân với trưởng thôn. Vị nữ trưởng quan này nói chuyện thẳng thắn, không vòng vo. Xin hỏi đóng quân là làm sao vào đóng quân? Tất nhiên là đường đường chính chính đi vào cửa thành, hiên ngang tiến vào đóng quân. Là giống hôm nay à? Vậy mà cũng gọi là hiên ngang. Không được vô lễ. Trưởng quan thứ lỗi, từ nhỏ đã quen quan giả nên vậy. Không giấu trưởng quan, thôn có quy tắc của thôn, không bị quan gia giấy bẩn, không qua lại với quân đội. Cho nên xin chuyển lời với đoàn trưởng Tào, chúng tôi đã nghe danh đoàn độc lập từ lâu, kính phục các anh bảo vệ một phương, càng cảm kích bác lộ quân đã lo lắng cho phòng ngự của thôn thạch đầu nhỏ bé này. Nhưng chúng tôi vẫn còn vài khẩu súng, có thể tự bảo vệ, không cần phiền đến quý quân đội. Chưa đến mức lo lắng. Bảo vệ đất nước, giết địch đánh giặc vốn là chức trách của chúng ta. Cho nên chúng tôi, trưởng quan, xin thứ lỗi nói thẳng, chúng tôi sống trong vùng núi Quang Du chỉ để được an ổn, nên không muốn qua lại với quý quân đội. Tất nhiên cũng xin bác lộ quân yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm Hán Giang làm nhục tổ tông. Chúng tôi chỉ mong trung lập. Trung lập trên đất Trung Quốc, trung lập giữa quân nhân Trung Quốc đổ máu hy sinh bảo vệ đất nước và những kẻ xâm lược đốt phá giết chóc cướp bóc. Lão tiên sinh, thấy ông cũng là người đọc nhiều sách, lời nói không biết xấu hổ như vậy cũng nói được ra miệng à? Đồ khốn, anh nói cái gì? Ai cũng bác lộ quân là bác lộ quê mùa, toàn là chân lắm tay bùn. Không ngờ hai vị, một vị là phụ nữ mạnh mẽ như đàn ông, một vị là thư sinh nhỏ tuổi tuấn tú. Tôi được mở mang tầm mắt rồi. Chàng trai trẻ, cậu không cần đàm luận về kinh sách với tôi. Ông già này không phải quân nhân, bảo vệ không nổi quốc gia lớn như vậy, chỉ mong giữ được sự bình yên cho nhà họ Trần. Cái gì? Trưởng thôn, ông cho rằng ông bảo vệ được gia tộc của mình, bảo vệ được cái thôn thạch đầu nhỏ bé này à? Trưởng quan, ý cô là sao? Bộ Dương Trang là nơi thịnh vượng, cũng là nơi đóng quân quan trọng, giặc đi khắp nơi đốt phá giết chóc cướp bóc, muốn diệt vong Trung Hoa trọng lớn, sao lại không dám tiếp cận một mình Bộ Dương Trang? Nếu hai năm qua không có Tấn Tuy Quân hỗ trợ, sợ đã sớm không phải là cục diện như bây giờ. Không thể nói như vậy. Thôn thạch đầu của chúng tôi, núi non hiểm trở, binh hùng tướng mạnh, không phải ai muốn vào là vào được. Không sai, trước đây là Tấn Tuy Quân đóng quân ở sau núi, nhưng bây giờ đã rút quân rồi, và cũng không thể làm gì chúng tôi được. Trưởng thôn, thứ lỗi tôi nói thẳng, nguyên nhân giặc án binh bất động với Bộ Dương Trang chỉ có hai điều. Một, tuy Tấn Tuy Quân đã rút quân, nhưng chỉ mất thời gian ngắn đã đâm lại kẻ địch được. Hai, có đoàn độc lập chúng tôi ở đây. Tuy rằng ông không đồng ý hợp tác với chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ ngồi nhìn Bộ Dương Trang lầm than. Nếu giặc dám xâm chiếm, cho dù chưa nói tới diện binh, chúng tôi cũng sẽ đánh từ phía sau huyện thành, bao vây giải cứu. E là ông cũng nhìn ra được chuyện này, mới tự tin dùng mối uy hiếp này đạt được hiệp nghị với giặc. Nói như vậy, chúng tôi phải cảm ơn bác lộ quân các cô cho chút ân tình này. Không cần thiết. Mời về cho. Nếu thật sự có ngày đó thôn chúng tôi gặp phải khói lửa chiến tranh, chúng tôi cũng sẽ không mượn một gáo nước nào từ bác lộ. Được.
Nói rất hay. Nhưng đối nhân xử thế lại giống con chó vô lại bị đánh gãy xương sống, không có cốt khí. Cậu đồng chí Trùng nói nặng lời rồi, nhưng đó là điều hiển nhiên. Người Nhật muốn biến toàn bộ Trung Quốc thành nô lệ, sao lại vui mừng khi thấy bộ Dương Trang trung lập? Các ông luôn miệng nói không làm Hán Giang, không làm nhục tổ tông, nhưng cái gọi là trung lập bây giờ làm người thân đau, kẻ thù vui. Các ông ở trong núi chặn quân đội Trung Quốc, trông cửa cho giặc, giữ lấy tuyến đường sắt. Ở đây ngoại trừ thiếu lá cờ Nhật ra, dám hỏi từng hành động của các ông có khác gì Hán Giang không? Sao anh làm bát lộ vậy? Không còn nhà đều là do giặc đốt, cha mẹ bị giặc giết. Nếu không liều mạng đi theo họ còn là con người sao? Anh thử hỏi các anh em ở đây, cháu trai tôi vẫn chưa cai sữa, đang sống sờ sờ bị lũ chó xé làm đôi. Đồ khốn, nhà tôi 7 người chỉ còn lại mình tôi. Không làm bát lộ, không liều mạng, tôi còn xứng làm người sao? Đám giặc này hại người Trung Quốc chúng ta thật thảm, toàn là súc sinh, không phải người. Người anh em, đừng buồn, tôi nói anh biết, đám giặc đó sống không lâu đâu. Không sai, chúng chính là châu chấu sau mùa thu, không thể sống lâu. Không được nổ súng. Tất cả nghe đây, không phải bất đắc dĩ, không được làm người khác bị thương. Rõ, rõ. May mà chúng ta chia thành hai đội, nếu không đã bị bao vây rồi. Đi. Trưởng quan, lúc nãy tôi đã nói rồi, chúng tôi không phải quân nhân, không bảo vệ nổi quốc gia lớn như vậy, nên tôi không đồng ý với lời chỉ trích của trưởng quan. Bây giờ tôi muốn hỏi hai người, thân là quân nhân, không thể giữ kẻ thù cách xa đất nước, gây hại cho người dân, khắp nơi khói lửa, đất nước hoang tàn, các người có mặt mũi gì mà chỉ trích chúng tôi? Đất nước gặp nạn, mỗi người Trung Quốc có lương tâm, có nhiệt huyết, đều nên có chung mối thù, chiến đấu đến chết, làm gì phân ra quân nhân người dân? Như lời ông nói, một cô gái như tôi, cậu ấy chỉ là một thư sinh nhỏ tuổi, chúng tôi cũng muốn an hưởng thái bình. Nhưng lúc dân tộc Trung Hoa đang gặp nguy hiểm, bất luận già trẻ lớn bé đều nên ra sức cho kháng chiến. Trưởng quan, nhiều lời cũng vô ích, đừng tổn hại hòa khí. Mời ngồi, mời ngồi. Trưởng quan, tôi muốn hỏi cô một câu. Nếu quý quân đội vào thôn đóng quân, chắc chắn khi giặc biết được sẽ không để yên. Các cô làm sao đối phó để có thể bảo vệ an toàn cho thôn Thạch Đồng? Trưởng thôn, tôi không muốn nói những lời lớn lao. Mắt thấy hơn nửa Trung Quốc đã bị chiếm rồi, thân làm quân nhân chúng tôi vô cùng hổ thẹn. Nhưng chúng tôi có thể đảm bảo sẽ chiến đấu với giặc cho đến giọt máu cuối cùng. Đây không phải kéo trần gia trang chúng tôi làm đệm lưng cho bát lộ sao? Nói bậy. Còn chết vì hiếu, chết trung vì nước, không ai kháng cự, đều sợ chết. Thôn Thạch Đầu của các ông có thể an toàn rồi, nhà họ Trần các ông có thể sống qua ngày rồi. Nói thẳng ra, nếu không phải phía trước có Tấn Tuy Quân, phía sau có Đoàn Độc Lập, có những người liều mạng như chúng tôi, các ông trung lập với ai? Chỉ có thôn Thạch Đầu nhỏ bé này đã sớm bị giặc trong ngoài phối hợp để săn bằng rồi. Bài gì của tổ tông các ông cũng có thể làm quốc gỗ cho giặc rồi. Khốn nạn, lão thái gia, để tôi giết chết đồ khốn này, treo đầu chúng lên trước cửa thành, để mấy tên không biết trời cao đất dày này đều thấy được kết cục khi muốn đánh vào thôn chúng ta. Anh lên mặt với người Trung Quốc chỉ là không biết khi gặp giặc
Chân có mềm nhũn không? Có tin tôi bắn chết anh trước không? Lùi xuống. Chàng trai trẻ, cậu rất có nghĩa khí, có chút gan dạ sáng suốt. Tôi chưa thấy dáng vẻ trên chiến trường của cậu, nhưng hôm nay cậu còn chưa thấy tòa cửa thành của chúng tôi mà đã kêu dân làng nộp vũ khí đầu hàng. Thật không biết lực chiến đấu của quý quân đội chỉ dựa vào việc la hét như vậy thôi sao? Trưởng thôn, chúng tôi không tới để đánh trận, chúng tôi tới để kết bạn. Chúng tôi đến đất của người Trung Quốc, chúng tôi không phải bọn giặc đi khắp nơi phóng quả giết người. Trưởng thôn, trưởng thôn, thái gia, nhãn gia Bát Lộ. Bát Lộ sao rồi? Nói. Bát Lộ còn một đội quân nữa, các anh vừa đi thì họ liền đến. Các anh em khác đâu? Các anh em không sao, chỉ là đã hạ súng xuống rồi, bây giờ đang ở bên sườn núi. Lùi xuống. Rõ. Trưởng thôn, tôi nói rồi, chúng tôi đến để làm bạn. Súng của Bát Lộ quân chúng tôi sẽ không hướng về đồng bào của mình, nhưng chúng tôi là quân nhân, không quen giao súng cho người khác chữ. Chàng trai, lúc nãy cậu nói rằng muốn phối hợp trong ngoài là có ý gì? Ý tôi muốn nói là chắc chắn có kẻ làm Hán Giang thông đồng, thuận theo ý của giặc. Nếu không thì cờ Nhật đã tung bay khắp cái thôn Thạch Đầu nhỏ bé này rồi. Chuyện này cậu không cần hù dọa. Thôn Thạch Đầu này đều là máu mủ của nhà họ Trần, không có người ngoài, càng không có kẻ ăn cây táo rào cây sung như cậu nói. Vậy sao? Vậy sao? Vậy người câm ở đầu đường cũng là họ hàng nhà họ Trần. Cậu nói thợ đóng giày đó à? Hắn không phải là người thôn chúng tôi, là người 2 năm trước chạy nạn tới đây. Trưởng thôn thấy tay nghề của hắn không tệ, hơn nữa cũng có trách nhiệm, cho phép hắn ở lại. Nhưng hắn chỉ là người câm. Vậy gọi người câm của các ông tới đây nói chuyện, hát một bài đi. Người câm nói. Người câm. Đại Nhãn, đi kêu người câm đó đến cho ta. Mời, mời, mời. Người câm. Người câm, giúp tôi sửa cái y ngựa này. Ý cậu nói là tôi chiều mai tới lấy? Được. Được. Nhãn gia, nhãn gia, ở đây à? Nói này người câm, lão thái gia nhà chúng tôi, lão thái gia, lão thái gia, kêu tôi tới mời anh đi sửa mũ và áo giáp cho lão tổ tông nhà chúng tôi. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Được, đi. Đi 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 đi. Tôi giúp cậu trong hàng. Gặp may mắn rồi lại gặp may rồi. Đi đi đi. Làm cho tốt. Xem hàng cho tôi. Đi đi, làm cho tốt đó. Lão thái gia có thưởng thì đừng quên đãi tôi. Nhãn gia, đi theo. Lão thái gia tìm cậu hỏi chuyện. Lão thái gia, tôi kêu người câm tới rồi. Ơ
Người câm, không nói chuyện áo giáp. Vị này có chuyện hỏi cậu. Nghe được không? Quỳ xuống. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Khốn kiếp! Khốn kiếp! Đứng sững đó làm gì? Dáng chảy lúc nãy đâu? Chặn miệng hắn lại, đừng dọa đến đồng bọn của hắn. Đứng lên, bịt miệng lại. Tên khốn, lừa chúng tôi bao nhiêu năm. Dẫn đi, trỏ. Quá ra hắn giả làm người câm, không thể nói, nhưng vẫn ngân nga bài hát của quê hương, mới vô thức gõ tay theo nhịp. Chàng trai, không, trưởng quan Trung đúng là thần, nắm rõ suy nghĩ của giặc trong lòng bàn tay. Ông già này thật sự kính phục. Đây chỉ mới bắt đầu. Trưởng thôn, đồng chí Tiểu Trung cũng được coi là có kinh nghiệm. Hơn nữa nói tiếng Nhật rất lưu loát. Trước đây không tốn viên đạn nào mà bứng được pháo đài Dương Trang của giặc, trở thành một giai thoại. Cậu là trưởng quan? Cô nói anh ta chính là tiểu thư sinh tự tay giết năm tên giặc và Yamada sao? Sao vậy? Anh cũng nghe nói à? Đại ân của trưởng quan, tôi thay mẹ tôi, dì tôi dập đầu với anh. Đoàn tổng Trần, nhà họ Lưu bị diệt vong trong tiệc cưới của tiểu Dương Trang. Cô dâu là dì tôi. Từ nhỏ dì tôi đã khổ, lúc nhỏ không có cha mẹ, là một tay mẹ tôi nuôi lớn. Mắt thấy người vừa trưởng thành mới gả cho người ta, không ngờ cả nhà lại bị giặc giết chết. Thấy hỷ sự biến thành đám tang, mẹ tôi khóc mù hai mắt. Đại ân này không thể báo đáp nổi. Trung Hiếu, Trung Hiếu, Đoàn tổng Trần, quá ra anh cũng có người thân. Tôi tưởng chỉ cần dòng họ Trần các người yên bình, các người sẽ không tranh với đời, không dính líu tới chuyện gì hết. Trưởng thôn, sự an bình của bộ Dương Trang sẽ ra sao? Tôi không nói nhiều nữa. Bàn thờ của nhà họ Trần hương khói nghi ngút, nhưng bên ngoài thôn thì sao?
Có biết bao nhiêu thôn làng từng yên bình trở nên tan hoang đổ nát? Có biết bao nhiêu người dân vô tội nằm dưới đao của kẻ xâm lược? Trưởng thôn, có lẽ họ không phải họ hàng của ông, nhưng mà giữa họ không có bạn bè thân thiết của ông sao? Không phải họ cũng là đồng bào chung dòng máu với ông sao? Tổ tiên Trần Tước Gia của ông năm đó trục xuất Mãn Châu, củng cố Trung Hoa, đây mới danh tiếng tốt truyền qua muôn thế hệ. Không biết trăm năm sau, đời sau của Bộ Dương Trang đánh giá về ông và Bộ Dương Trang hiện tại ra sao? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.